Ê, cái quần lũng của tôi. Em bơi bướm, bơi tiên cá trong rừng nước. 8 tháng nay á, tất cả các quần của em đều bị lũng đáy hết. Cứ 1 tháng, 1 2 tháng là quần nó bị lũng đáy á. Do nước sông ở đây nó giật mạnh quá, nó chảy mạnh lắm, nên quần áo chịu không có nổi, cộng thêm phèn nữa. Nào, nó đòi em đi đi bơi á. Tới giờ em đi nhặt rác thải nhựa trong rừng rồi. Hôm nay em quyết định nhặt rác thải nhựa, làm cái nghề nhặt rác thải nhựa ở dưới nước, cái nghề mà không ai làm hết đó, để hy vọng cái việc mình làm có thể gây được sức ảnh hưởng, thay đổi cộng đồng đừng vứt rác xuống nước. Mọi người có thể ủng hộ em bằng cách nhấn like, đăng ký kênh YouTube để có thể kiếm được tiền quảng cáo từ việc lụm rác của em. Chứ em làm cái này là đã từ bỏ tất cả các công việc của mình. Như công ty website phần mềm của em thì để lại một anh làm việc chung quản lý. Công ty thiết kế đồ bơi tiên cá thì để cho em gái quản lý. Đó, giờ em chỉ có quản lý mấy thằng này thôi à. Chó cá rồi rái cá nó quậy đồ của em. Nó đòi em dẫn cho nó đi bơi, quay phim này kia. Đó, đó. Như vậy đó. Em ngồi đây nữa là hồi nó cứ quậy đồ của em thôi. Chưa có đi. Còn nắng nè, ông thấy không? Ông thấy không? Sao đi? Ông đợi tôi xíu đi. À, tôi chuẩn bị. Nè. Nè. Đổi cá. Nè, đổi này lấy này. Đổi cái đó lấy cái đấy. Được không? Công bằng không? À, mình hiểu động vật mình phải đổi chác với nó. Nó quấy phá mình, nó cũng muốn mình cho nó lại một cái thứ gì đó mà nó muốn. Thì nó muốn con cá. Không, nó muốn đi bơi nhưng mà em dụ nó, em cho nó ăn. Có thực mới giật được đạo. Có thực mới dụ rấy cá đi lụm rác chung được chứ ha. Rồi nó ăn vậy đó. Đó, mọi người nghĩ coi, giờ em sống với thú không à. Trong người em mà cũng phải chuẩn bị đồ ăn cho nó nữa. Đó. Chuẩn bị đi lụm rác đây. Tí Tí ơi, nói mọi người nhớ nhấn like và đăng ký kênh để tụi mình có tiền làm được nhiều việc hơn cho thiên nhiên và động vật nha. Bữa nay tụi em có muốn đặt ra mục tiêu lụm bao nhiêu ký rác không? Mục tiêu là vẫn bơi 1 km, còn lụm được bao nhiêu rác là tùy. Mà hy vọng mọi người đừng vứt rác xuống nước, rác nhiều lắm, nhặt hoài cũng không hết. Nhặt là cũng cố gắng nhặt lắm á. Hôm nay là nhặt rác kiếm tiền. Hy vọng mọi người ủng hộ mình ha. Thánh Ni ha. Ủa, con cá đâu rồi? Nữa. Ăn xong con cá lại lấy đồ của tôi. Rồi đòi đi bơi nữa. Thôi được rồi, đi bơi. Nó tưởng cái này là cái máy quay phim mà em chưa có gắn vô. Đó. Từ từ. Này xuống ra nước lụm rác đây. Thời buổi gì đâu, đi đâu cũng phải có khẩu trang đúng không mọi người? Đó. Đi nè, lên đường nè. Đó. Nó kêu em đội nón rồi hãy đi. Rồi đội nón, ok. Đội nón chứ gì.
Nhìn nó quậy vậy chứ nó chuẩn bị chu đáo cho em lắm. Nó luôn nhắc nhở em phải mặc đồ gì, rồi là phải mang theo cái gì để khi đi. Dạ. Đệ tử của em mà, ham chơi và quậy, nhưng tới lúc mà đi làm nhiệm vụ á thì rất là siêng. Giúp em phát hiện rác, thấy rác là nó sẽ dừng lại, nó kêu em lượm đi. Thầy ơi, đi thôi. Hy vọng làm việc này sẽ thay đổi cộng đồng là đừng vứt rác xuống nước, và ủng hộ em để em có thể tiếp tục nhặt rác ở dưới nước cho quý vị mà công việc không ai làm này. Thì ủng hộ em bằng cách nhấn like nha.